lo ở đây luôn. Cái gì mùa này có nhái hả? Có nhái là nhái dấu rồi. Bò dùm thay phiên vàng tông mình cũng quê mình vậy á, xong rồi bắt cá lên nhậu. Này nó chọc mà vậy nó ra ba con bắt con lấy bắt à. Đây. Dương sẽ lên hai xài tiếp. Mình đây là mình sẽ review cho các bạn ăn cái tổ ong này nha. Để mình coi coi có ấy không. Rất là béo. Ngọt quá. Tôm số thôi. Tôm gì mà 6 miếng có tôm được rồi chú ơi. Mùa này hiện trạng quá vậy. Hồi nãy có con chà bá ngoài luôn á, nó làm nghẹo đeo. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay các bếp miền Tây sẽ đi đồng hành với Minh Gia nữa nha. Hôm nay Minh Gia nó sẽ bắt tôm nhà của bạn Minh Dương. Nguyên cái ao tôm tát từ 4 giờ đêm tới giờ. Rồi Minh Gia nãy bắt được một con nhái nữa. 4 giờ đêm tới giờ mà bây giờ mình mới xuất hiện. Nguyên cái ao tôm nó dài lắm các bạn. Nãy giờ lên là nãy giờ cũng cỡ 7-8 kg, 5-6 kg lòng tôm rồi. Giờ đang tát cái mương này. Còn mương nào mương Dương trong nhà cộng mương hả? Hôm nay là tát nguyên vườn. Wow. Bắt à, đặc biệt có một bầy cá lâu năm nha các bạn. Hãy theo chân mình. Bây giờ là mình sẽ đi qua bên Tây của Minh Gia tát để bắt tôm. Có đặc biệt mương lâu quá tôm chết luôn các bạn. Đây các bạn, Minh Gia nó mới bắt được con nhái nè, nhái ăn ếch Minh Gia. Nhái. Giống ếch vậy? Nhái vườn. Ờ, nó kêu các bạn, kêu ba nó, mẹ đi. Rất nguồn, thấy dấu rộn rộn luôn. Thấy dấu luôn hả? Wow. Đó, mình tát cái mương này nè các bạn. Sớm giờ mình lên trễ nha. Mương này tát là sớm giờ gần 5kg lòng tông không ra? 5kg hả? Đây nè, nguyên cái vườn mít luôn nè các bạn ơi. Đó, nguyên cái vườn mít luôn. Ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Quá trời mít. Nhái. Mày nó nấp tao bắt hết một lần vậy á, tao quên hết lần tao là ấy đó. Nó định hôm nay á. Tao la đụng mình gì kỳ đó, không mất tiêu rồi. Sớm giờ mấy ký tôm này vậy? Không biết. Tôm gũ kìa, có con tôm giờ bá gũ bỏ nắng à. Không tát cũng bỏ lâu quá. Hôm mưa này mấy năm hay vậy? Có một năm mà không có tát, nè ăn tôm đây nè. Ờ, tôm này nó bị chết rồi các bạn. Bỏ luôn nè. Ờ. Ôi. Con đó, con nó chậm chạo ngày ngày nó cũng chết luôn á. Dài hả? Dạ quá, ông răng hết rồi. Thảo lại cho ông bồ. Không chết thì con, không chết thì con. Phải rồi, già quá. Chủ vườn hả? À? Ông tắt tại. Này ông tắt phải tước tết kìa, tao mới cần lửa. Này nước tước á. Buồn quá không? Gỗ buồn, cháu buồn. Mất tiền quá trời à. Ừ. Này mất tiền á. Bằng ngón tay mà lên tới vậy nó chết rồi, phải không được đi. Mất tiền hả già? Ông cơn tôm cạn nằm trong gỗ kìa. Đó. Con này mà tẩy một nước nữa là không còn con nào luôn. Ờ, á. Mà tôm nó ra cạnh cạnh nó ghẻ tiền rồi. Như các bạn. Còn lòng tông nè, các bạn thấy chưa? Nè, hồi nãy còn mới nhèo dữ. Hồi nãy khủng khiếp, giờ ít. Qua đây mấy giờ ông già? Hả? Ông già qua đây mấy giờ? Đi bắt nhái thì thấy ông tát nè, nghe tát mương. Và thấy mấy phụ cũng vậy. Ông mình ông. Ông tát gì tôm lạp nó ấy nó là chết mẹ tôm. Cái bộ ơi.
Ủa con lập nữa hả? Ừ, có con lập đó, nãy lập bò lớn. Ngồi qua hỏi cái bò này có con Minh Dương. Bắt không. Thôi thả đi ăn đi. Thôi không là 30. 30. Gì đâu. Làm hết tầm 8. 2 ba túi tôm luôn. Ý đi bồi á. Bỏ họ nó kẹp nhỏ thì. Cái mương đó là tâm tơ tơ tâm xú rồi vậy chú? Cà xanh mà. Cà xanh mà. Đó đem ra coi luôn nè. Ồ. Không bồi lắm, ngao luôn á. Ừ, hốt luôn ha. Cà trong càng nuôi được. Rồi tao có bự nuôi gì nữa? Vậy nuôi. Nuôi hả? Ừ. 2 ba túi luôn. Bỏ họ chết ngắt. Phải à. Nhát nhát họ chết ngắt. Được. Chưa ăn luôn. Chưa ăn luôn bác luôn. Chưa ăn luôn bác nhỏ tôi cho nước uống. Nè cá tơ vô vô cũng có nè. Wow. hai tay hai con. Hai tay hai con luôn. Này càng xanh là gì anh? Này để lâu quá các bạn mình không mấy á. Có một con chà bá tới nó bị chết rồi. Chết nhóc chứ con gì. Ui. Có bò nhóc nè. Chú mới ta lại chứ ui hết hồn ui đang mập cái gì. Chết mày chết sao? Đi. Ờ. Không đâu ta? Đi. Anh đi luôn. Không cá. Ui. Con tôm ăn cũng được chết hết. Trời bắt lẻ dữ vậy? Bắt bỏ con câu không cũng nhảy hết hả? Ôi, ôi. Này anh làm lư cho nè. Đang làm lư cho nè. Rồi tốt vô đây cho ổng đi. Trời ơi. Sao không thấy con cá nào chạy chơi tệ? Bắt hết rồi. Dữ luôn á, bơm đạn hiện tại luôn. Khu vực này hả? Ờ. Chứ đâu phải là nó nói vậy chứ không có đâu. Cái mương bệnh tái hen, gặp IT với lũ đạn hoài luôn á. Ủa nhà dạ hả? Ừ. Bồi đó mấy ông đi bồi là gặp hoài gặp miễn y tí lựu đạn hoài mà ổng bựa luôn á. Wow. Trong trong. Cá đồ. Đồ. Da đi rồi, có thằng tao bự nè. Đồ cho nó qua cái nước rồi đó, cái gỗ gì bắt lại. Đó, giờ trao cá lồng tông. Ơi. Thấy không? Thấy không? Mình dây này được mấy ký mình dây? Nhiều đó, còn nhiều. Chắc này 2 ký à. Nhiều đó 2 ký ăn lên á. Dạ. Hồi nãy vậy mà cộng lại dám gần đầy gỗ sốt đầy cái gỗ luôn. Vậy là mười mấy ký à. Dám đầy luôn á. Giờ 7 8 ký hả chị? Chắc cỡ rồi, chắc được cỡ 7 ký được. Ừ, 7 ký cũng ngon vậy. Hồi này chắc cỡ trời ơi. Chục ký hả anh Tư? Chục ký ngoài à. Nhiều quá trời luôn à. Quá trời luôn. Đó, giờ mình đem tôm lên nha các bạn. Wow. Đem lên chuẩn bị đi bán nè. Tôm xấu không à? Tôm vậy mà xấu miễn có tôm được rồi chú ơi. Mùa này thì càng nói vậy. Hồi nãy con chà bá ngoài luôn á, nó nằm nhẹo đeo. Chết rồi hả? Nó già quá. Nó rủ, nó mới rủ. Nó rụng răng hết trơn. Rụng răng nó không có răng để mình ăn. Anh này đập đập tràng hả con Năm? Đập hả? Đập tràng. Tràng. Y như da bánh vậy đó. Đúng như mình đắp rồi đắp. Tôm nó vô nó lại như hôm đó. Cái hôm đúng không? Như hôm cho nó vô mà không ra đó. Vô được mà ra không được. Chứ giờ đâu còn ai nuôi nữa. Hết rồi, ít cái nuôi lắm. Đánh thuốc nhiều quá rồi, dám nuôi. Đánh thuốc sao mà quá, rồi đánh bơm quá mà.
Bởi giờ là ăn là chắc cú á, tao tự nhiên không á. Mấy tên nhỏ mình thải xuống không chú? Thả lại nuôi lại. Này năm được mùa mà. Hai mùa. Này năm hai mùa hả? Sáu được hai lần. Sổ gần một biến sổ nè. Đó thấy chưa? À, biến nó sổ mà nãy giờ tôm ngoài nằm chết nó chạy bự quá trời luôn. Nó rụng răng. Biết sao cậu để lâu á thì nó rủ. Bự quá nó không nó tát nữa mình để chưa lại. À, giờ dân vô vậy là bán hết. Để cũng đâu tát được nó đâu để. Coi sao hả? Sống. Ừ, con nó ngon á. Sao sao không tát nữa? Mệt hả? Mệt. Lớn tuổi hả? Rủ mấy này vô. Ôi lo tắt luôn gì phải chung lợn nó hôi. Để chết nữa nè. Nó muốn rủ. Già quá mà. Giờ đi bán luôn hay gì? Ừ, bán luôn đi. Bán đi để nó ấy nó ngọt. Đây là nguyên cái vườn mít nhà bà Minh Dương nè các bạn. Mít siêu xốp nha. Đang ra quả rau trái nhóc nè. Bỏ tới đâu đây luôn không Dương? Những con bồi. Bồi này bồi vàng công nè các bạn. Nhà nào có tác nương thì kêu nó lại bồi giùm. Thay phiên vàng công mình quê mình vậy đó. Xong rồi bắt cá lên. Nhậu. Ồ lập sắn luôn hả? Sắn bằng tay luôn hả? Có một con cái mày dảnh nè các bạn. Nó tử trong trận rồi. Quý lại quay con cá này quý. Dạ. Con nào không ăn hết rồi lần lần. Thì hiện giờ đây thầy thấy bốn cái lưng nè, bốn cái con là năm. Thôi, cái mày dảnh phóng ra. Cái mày dảnh này là nó tự ấy luôn á. Nó tự có. Có không? Đâu có nuôi tự có luôn. Đúng á. Cái con bánh giờ là cái mày dảnh này khủng khiếp luôn. Này nó chọc nè. Trời ơi. Thôi nó chạy gà chú tải nè. Đúng rồi. Con này. Chứ vậy nó ra ba con bắt con lấy bắt à. Trời ơi, mập kìa. Lấy thằng bơi ập vô thì kinh bển thả. Ê con cá gì kìa, cá gì bên Dương ăn giờ đó. Giờ ấy giờ lập kìa. Nó quất quá lập ơi. Quất ghê rồi lắm á. Ra đi cho 7 kg mà hộp. Nơ ập luôn. Trời ơi. Trời ơi, lập càng ra. Ơi kìa lấy thằng bơi ập vô thì kinh đi. Ơi, ngủ không? Để em rõ tới bác mấy con cá này luôn. Thế cả nó bắn dảnh mày. Anh Dương. Làm á cái mày dảnh nó bay ngoài hết không Dương? Hết luôn á. Quý quý. Bỏ luôn tiền tay. Lập hả? Thấy chưa? Trời ơi. Con bự đâu rồi? Trời anh ơi nó bay ngoài. Tao sợ xuống. Con này mới giữ nè. Con mình vô. Bắt nhiều phóng ngoài hết rồi. Con nó pha dữ lắm. Con nước á. Rau quỷ biển xuống điện con này coi. Con bự chưa bắt phải không? Đâu có đậu bự bắt kìa. Ủa dính cái đồi coi nè. Dính rồi. Ừ phóng ngoài anh bắt ba con phóng ngoài. Lưng nè. Thôi ôm xuống lưng con. Rồi lên xuống nè. Có chừng mày dẫn luôn á. Rồi nó kêu ọt bẹt kìa. Qua ba con lắm ra ba bốn rồi đó. Nói cái này nó cứng hết rồi. Tưởng con đổ chứ. Ủa, cái tượng. Không, ba con mất con là thấy hai con. Đó, cái tượng đó. Ba con cái tượng. Đó. Có cái đó. Sáu ba con cái tượng. Dốc luôn. Còn có bắt ta nữa. Trời ơi. Ôi, nó lùi. Con cá ta nó vậy, bảy con đủ rồi. Đủ bảy con rồi. Đừng thả. Đó, con đang con nữa. Con này nhỏ nè. Con này nhỏ. Ôi, nó kêu. Có ăn không? Trời ơi, con nhà. Con này. Ừ. Con này con chú tể nè. Con bự nãy con hổ. Bưng nó nổi nữa cho bắt nó tự tượng.
Minh Dương nó lựa mà cái nhỏ nhỏ nó bắt không à? Bự bự đâu dám bắt? Sống hết rồi. Ơi. Ơi. Ra xẻo ra hết ủ. Không chăn lưới hả? Mới mua 10 con. Vô mang rồi lúc này 10 con chưa được năm mà bà lớn mà hổng có cãi cho mình vô. Bà lớn là kho. Có lẽ là có bốn cái hàng là tao không có cãi à. Tôi tưởng mà bỏ cải một hai lồ tho tao mua tao không biết ha. Còn cây tụi quá trời thôi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi 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 ôi. Về vậy lắm. Nó tao tưởng nó về vậy lắm. Tao tưởng này nhỏ hơn có tao tưởng con mình ở dưới ha. Cái này tưởng với ông thôi khỏi nói. Không con gà. Con bự nó đẻ ra hai con nhỏ mày con như chết thôi mày. Không con mà hả con chuột có tết nó lụm hả? Thấy phải không? Cá không leo lên bụp luôn. Phải cá mà không con chuột rớt chứ lụm mất tiêu không? Không, cái mưa ổng hai cái thì tượng bằng cái gỗ sốt vậy. Ủa làm tâm bán hạt quá trời luôn. Anh có bự không làm tâm bỏ đi. Trời ơi. Trời lấy cái rổ, thôi quăng con gà con lấy coi đi. Lấy rổ bắt đi. Cá đẹp lại chứ, gỗ vợ, cái gỗ vợ. Lấy rổ đập qua đi. Chụp nhát, chụp nhát. Lấy rổ cá qua bên kia đi. Ủa là ông ngay nè. Bà mua mấy con? Rộng ở đâu? Chụp con. Chụp con biết thương đủ không? Rồi kìa. Đủ vậy hơn, giờ hơn chụp con cá này tượng tên không? Đem mẫu đi. Hồi nãy giờ mấy con rồi? Chục con hả? Ủa đẻ hả? Hồi nãy giờ mấy con rồi? Không, ngay ca con cái gì tôi tưởng á. Con gì nè? 4, 5, 6, 7, 8. Ba cái mà dẫn kéo lên con rồi. Mấy con? 10 con. 3 vậy 4 con rồi đó. 4 con, 4 con đây hơn 6 con rồi. Vô tới cửa tao mua. Có đủ mà tự nhiên có phát sinh ra không? Vớt ba cái con rồi đi chết. Dạ như hứa, bà nó là 10 con á. Cái gì? Cái ta đổ rồi đó. Con nè. Nó là mợ con hả? Bỏ đi. Ui mày làm gì lắm. Vậy nó sao mà ta có vụ vậy sao mà cầm bớt cái chỗ cái gì mang á. Đủ luôn hả? Sao vô? Trời phải mệt mỏi xuống rồi kìa. Thấy anh rể ác không? Anh rể kêu bóp bóp vô cái màng á. Hãy rỡ lên bờ á. Nước không là nữa. Nào bắt con này ăn gì rồi ơi. Cá này chứ nó còn bự nó gì. Nó quá ăn. Ăn mấy con này bự rồi. Chết rồi. Không có dẹp nha. Nó rỡ trận. Dẹp bông ra. Nó rỡ trận đó mày. Đó, đó. 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 Cái hào cá khủng rồi chứ. Thằng Lạp nó là nó sát cá chứ lắm. Mình vô nó là cá vậy nó không bắt rồi. Nó vậy bay bờ lụm gì nè. Đẹp đầu rồi. Rồi bưng đi đi. Có đâu còn con nữa. Còn đang có hai con rồi là bển bốn con rồi á. Bốn là ba bảy. Ủa văng lên đầu quẹ. Ý trời mưa hay gì á. Văng á. Văng á. Con bắt con kìa. Mưa con kỹ. Bảy, tám, chín. Trời. Nó con cu này còn con đó. Chính con vậy là cũng con cũng đạt cái cầu quá chứ. Cá hẩm gì em bé không? Đây còn con à. Thôi. Trời ơi mày liệu hết cả phải. Rồi đó nó không chạy được. Liệu thôi sao nấu phin đâu hết. Bậy cho nó lúng dữ luôn chứ. Vậy thiếu con hả? Chỉ ra rồi. Kệ tới kìa. Con à. Con đó bự à. Ê ta 7 8 con lập nó chín á. Con lập nữa đó mới chín. Liệu lên bờ con rồi. Lên bờ con nó đủ rồi đó, lên bờ nó đủ rồi đó. Ôi, trời ơi, hàng kia nó tưởng mưa, e vậy quay qua cục bùng. Bởi vô không bờ quá. Đủ tên. Thấy xài. Xài này xài gì em Dương? Xài tứ quý. Dạ. Bốn nguồn, ơi, có ông rồi. Trời ơi. Bé đó đó mà Dương. Trời ơi. Chừng á. Ê, lấy thuốc không? Ừ, không luôn, không luôn. Anh Tư đưa lấy thuốc anh Tư. Đưa lấy thuốc đi, có con dao đẳng kìa. Nè, cái vừa nè. Nè, anh Tư đưa lấy thuốc đi. Cái này quá rồi nữa. Tôi lấy nó hút không hút luôn. Nghe vừa mùi. Anh Tư có thuốc không? Ôi, cắp cái vừa kìa. Anh Tư bảo anh xin có ai có tí thuốc nào không? Có tí thuốc đây cậu. Thì về quá bẻ mà ra tới dâu. Xa quá trời giờ. Chặt cái cầm xuống á. Có ông già. Không, nhìn là nó biết già rồi mà. Tôi từng bị ông đánh rồi tôi biết. Đánh nhập, đánh này nhập nhập rồi nhập cảm xá vậy. Mấy sơ dừa á. Rồi giờ
tao đem vô luôn. Trời ơi, thôi được rồi. Thiệm gia nói Minh Dương nó già rồi. Lấy dao chặt đi cho nó gọn hơn. Khỏe luôn à. Khổ cục bẩn. 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 Khủng khiếp. Cái làng này mà chiên nghe. Gối với lá cách á. Nhức nách không? Tày luôn. Trời ơi, cái tàn ngon quá. Không còn chỗ hở. Bẻ đi vì nó hoài. Mày phải, phải hút chứ không cho phà ra. Ổ này vừa 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 được rồi Minh Gia, Minh Dương ơi. Ngon. Ổ này vừa nè. Ổ này vừa ăn luôn á. Vừa cứ vừa cứ cãi luôn rồi. Đó, cho nó spay đi. Nó phay rồi. Vũ ra luôn nha. Hay quá, Minh Dương đã đem xuống được một ổ ong. Cá này rảnh và nó bay rồi Minh Dương ơi. Thôi xuống đi. Chụp nhóm. Thôi, mà Vũ ở đây. Hết chuyện kia ông cập chụp. Mà Vũ, Thôi không đem hôm nay Vũ đi, để đánh Vũ. Vũ vậy đi, sạch. Cắn một cái, chết luôn. Đánh một cái thì nó chán vậy. Đánh đâu đừng đánh mặt thôi. Hên xui à. Con đem xuống luôn. Đó. Kìa ông ở đây nó còn 3 trái kìa. Tươi ơi. Ôi cục mặt. Tấn ơi. Tấn. Dạ. Thằng khủng. Đây. Nè. Mượn cơ gặp ta. Cục mặt hết hơn luôn. Quá trời luôn. Wow wow wow. Đủ nó xong đi. Ông nó vô già luôn á. Ừ, này vừa tới luôn nè. Hút vô. Nó không ra nè. Nó bám rồi, nó bám hút mặt á. Hút mặt lại chứ. Hút mặt lại á. Khôn dữ lắm. Ờ, nó không khôn chứ ai khôn. Trời ơi, ông này ông rồi. Thì ông rồi. Ông này mắc. Ông này mắc lắm nè. Ừ. Mấy triệu một lít á. Triệu. Ông thiên nhiên. Còn ủa, ông, triệu triệu mấy á. Còn ông kia mình rẻ. Có mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn à. 300 ngàn lắm. Ổng là chúa tể nào giờ quý mới thấy hả? Ghê không? Ghê. Chưa thấy mấy gỗ nhỏ nhỏ không à. Này em bé là bị đạn rồi. Ngon cơm. Cục mật này quán vèo phải là một sĩ. Cục mật này hả? Không gàng hả? Vậy mật. Bằng Minh Gia mua cái ao tôm thôi. Ừ. Này bằng mua tôm luôn. Thằng khủng. Này vô ao tôm của Minh Gia, Minh Gia mua. Nghĩ sao nó chừng tính thì vô cá ao mương nó 100 ngàn. Lỗ hả? Lão, thầy thảo nó cá bụng dừa đó thôi, kêu khỏi cá luôn. Minh Gia mua mão, trời ơi. Mới săn chuột hả? Ờ, đi mua mão, thôi chạy nó luôn. Có trắng không? Bậy anh Tư đừng có miệng, anh Tư đừng có tươi quá. Bậy bảo quá. Chuyện gì đâu mà không có tươi. Mình này mình đổ nó đi mà nó cảm ơn mình đó. Để hồi nó hút mặt ở trên. Khôn ha. Này nó, mày nó, ông mày nó khô mà. Trời ơi. Này chiên ha, thiệt lá cách non rồi. Ừ, ngon. Cắn mà tôm sữa liền luôn á. Còn văn ai mày đai ăn vô cái tùm mòn luôn. Đúng rồi. Gì nó giữ ra ta. Mấy con ong sắt mấy ong nó đánh vừa. Ong bự chảng này nè. Đó đó. Giống ong thợ quá vậy. Ừ. Đó đã. Đúng hay ong kìa. Đúng ong nó cắn nè. Đây các bạn. Thôi giờ mình phải khỏi. Ê Dương sẽ lên hái xài tiếp. Mình đây là mình sẽ review cho các bạn ăn cái tổ ong này nha. Để mình coi coi có cái à. Rất là béo. Ngọt quá. Có ai muốn ăn không? Ý hình như có tướng chim nữa. Nè. Ừ, có tấm chim. Cái mới rớt kìa. Ừ. Quá béo các bạn ơi. Ừ. Còn con nữa nè. Mình ăn mình không kỹ các bạn. Đỡ mấy anh bồi. Thấy khổ quá, ngoài gửi cho giờ được. Nó đánh mình chắc chết.
Trời ơi, quá trời ông nó bò nè. Đó. Không quá. Nè các bạn thấy mấy hồ con nhỏ không? Trứng nó con á, con ngọn nọ nó đẻ ra. Nè, đập. Đẹp ơi đẹp. Minh Dương nó hái cho. Hai tới xài nữa. Này về làm củ xoài ăn nữa. Anh Từ. Cái này mà các bạn á, chiên với bột theo lá cắt ngoài vườn á, đem vô chấm. Ăn rất là ngon nha các bạn. Mình đem về cho Tú nha. Các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.